Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, độ mặn cao nhất đo được tại Cống Nàng Âm, xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm duy trì ở mức trên 5 phần ngàn. Tại các trạm đo cố định khác thì độ mặn vẫn duy trì ở mức cao. Theo ông Trương Hoàng Giang, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long cho biết là đợt xâm nhập mặn này độ mặn đã đạt mức cao nhất trong mùa khô năm nay. Tuy nhiên thì trong vài ngày tới, ngưỡng mặn cao vẫn còn duy trì. Về tình hình xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh, phóng viên truyền hình Vĩnh Long đã phỏng vấn ông Trương Hoàng Giang, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa ông, thì được biết đợt xâm nhập mặn theo con nước chiều cường đầu tháng 2 âm lịch hiện nay được dự báo là đợt xâm nhập mặn mà ngưỡng mặn có thể đạt giá trị cao nhất trong năm. Ông có thể cho biết thêm về cái xu hướng xâm nhập mặn trong vài ngày tới của cái đợt xâm nhập mặn này thưa ông? Theo dự báo và các kết quả đo đạt thì chúng tôi có thể nhận định được rằng là đã xảy ra cái đỉnh điểm mặn của năm 2024. Thì theo cái xu thế thời tiết như hiện tại thì gió đông bắc còn kéo dài đến khoảng ngày 13 tháng 3, tức là khoảng ngày mùng 4 âm lịch, thì cái cường độ mạnh nó sẽ duy trì ở mức cao trong vòng khoảng 2-3 ngày nữa. Thì đến ngày 14 thì sẽ giảm dần và dự báo đến khoảng đến ngày 17 thì một số trạm đo mặn trên địa bàn tỉnh sẽ không còn ghi nhận được độ mặn nữa, có lẽ chỉ còn chỗ Nàng Âm trên sông Cổ Chiên là có duy trì cái độ mặn khoảng nhỏ hơn 1 phần ngàn. Vâng, thưa ông, cũng được biết là Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long cũng thường xuyên thực hiện các đợt đo mặn theo kế hoạch của cơ quan, thì qua các đợt công tác này ở chỗ mình có những cái thông tin gì đáng lưu ý mà cần được phổ biến thôi? Đặc điểm của Vĩnh Long thì có một con sông rất quan trọng là sông Mang Thít, nối sông Tiền và sông Hậu. Thì với cái đầu nguồn chỗ Quế An chúng tôi đo được lên tới khoảng 4 phần ngàn ở trên sông Cổ Chiên, thì và cái lượng nước của sông Tiền thì cũng chiếm phần lớn trên sông đó, thì nó sẽ truyền tải cái mặn xâm nhập sâu vào trong nội đồng của các cái huyện như Mang Thít, Tam Bình, và một phần sẽ đi theo các cái sông rạch chuyển xuống vùng Vũng Liêm, Trà Ôn. Thì chúng tôi vẫn thường xuyên theo dõi cái nồng độ mặn dọc các cái vị trí quan trọng. Thì nếu như ước tính và cái đo đạt được như vừa rồi thì nồng độ mặn trên sông Tiền, sông Cổ Chiên mà truyền tải vào sông Mang Thít thì vào cái độ sâu thì tuy được có giảm dần, nhưng mà với nhu cầu Mang Thít thì có thể là tới khoảng 1,5 phần ngàn, hay là chỗ Hòa Hiệp hay cống cầu Cái Kè thì độ mặn là khoảng 0,4-0,5. Người dân các cái địa bàn Mang Thít, Tam Bình, một phần Long Hồ thì nếu mà có lấy nước phục vụ tưới tiêu sinh hoạt hoặc những cái loại cây trồng có ngưỡng chịu mặn thấp thì trước khi lấy phải cân nhắc đo mặn xong rồi mới lấy nước. Ông có thể cho biết thêm là từ đây đến hết mùa khô năm 2024 thì trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long sẽ còn bao nhiêu đợt xâm nhập mặn mà ngưỡng mặn có thể ảnh hưởng đến việc sinh hoạt cũng như là sản xuất của người dân không? Do cái tình hiện tượng El Nino thì cái lượng mưa trên lưu vực và đặc biệt là mưa trái mùa năm nay tương đối ít thì vẫn có khả năng không mặn, hạn mặn không gay gắt nhưng mà lại kéo dài, có thể sang đến tháng 6 năm 2024. Thì Vĩnh Long thì độ mặn sẽ giảm dần nhưng mà vẫn còn duy trì thì mỗi tháng 2 kỳ chiều cường. Thì dự kiến thì khoảng sang tháng 4 thì độ mặn trên sông Hậu sẽ nhỏ và không đáng kể, không ảnh hưởng nhiều đến sản xuất. Chỉ đặc biệt có sông Cổ Chiên ở Nàng Âm, Vũng Liêm thì vẫn còn duy trì cái nồng độ mặn khoảng 3 đến 4 phần ngàn và có thể kéo dài đến tháng 6 2024. Xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Mong rằng với những thông tin này sẽ giúp các địa phương cũng như là người dân tiếp tục có những giải pháp để ứng phó tốt với xâm nhập mặn năm nay.